Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây phần cục dung của điện thoại HTC Desire Y với tên mã là OBFH200M910X đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi hàng gặp có lỗi sự cố liên quan đến phần cục dung của điện thoại HTC Desire Y mất dung, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-75099. Phần cục dung của HTC Desire Y luôn có sẵn tại di động cao cấp.vn, phụ quá trình sửa chữa thay mới cho các bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, vậy các bạn có thể liên hệ 024-66-75099 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Kỹ thuật viên để didongcaocap.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại didongcaocap.vn. Mọi thắc mắc thêm xin vui lòng liên hệ 024-66-75099.